Ủa, có tiếng gì ngoài này vậy ta? Để mình ra kiểm tra xem. Ủa, hóa ra còn một con chim bay. Ôi, chạy khô máu luôn. Ra đây mày. Right. Chạy khô máu luôn nè. Đấy. Còn con này nữa không? Đây vẫn còn con. Ê, ê, ê. Hello các bạn ơi, này không lo tập luyện để bây giờ đi đánh thua một con zombie các bạn. Tự nhiên nghe thấy phèn dữ. Giờ không biết có cách nào đánh thắng được bọn zombie không ta. Nãy ra hùng hổ hồi báo cáo tròn lên, cái bị con zombie kia đánh chết. Để mình đi ngồi thử. Để mình đi tung quanh này. May là làng mình vẫn còn nuôi. Ủa, ủa sao nãy giờ mình thấy lại có thêm mấy con dân làng bị lỗi người ta. Này có hơi bị nhiều luôn. Ủa, mở đâu ra đống nhân làm bị lỗi vậy ta? À mà thôi kệ đi, chắc là lâu lâu ma rắp bị lỗi mà. Đánh cá thử. Vô đây. Không biết có cách nào để mình mạnh hơn ta? À đúng rồi, mình nhớ rồi. Đúng rồi, mình nhớ có một xin hùng đã từng tập luyện đây. Hình như là tên nó là Satama đúng không ta? Vì anh ấy cũng là tập kim đồ các kiểu rồi mới mạnh được. Hay là mình cũng tập theo đi. Như thế thì mình nhớ là Sataman là tập luyện chạy cái vòng 10 km nè. Thôi bây giờ để mình chạy thử. Yeah. Cố lên, chạy lên. Chạy nhanh lên. Chạy. Nhà nút kìa các bạn. Thôi đang chạy tiếp. Nãy giờ giờ phải lấy cái cột lúc nãy để làm vị trí để làm đích. Rồi mình sẽ chạy thử 10 vòng quanh đây. Ok, được một vòng rồi. Chạy tiếp nè. 2000 years later. Ok mọi người ơi, mình sắp đến được vòng thứ 10 rồi. Đi chạy này gì đuối quá. Ok, 10 vòng rồi. Đeo vô đây ôm cột cái nè. Nè, chạy này gì đuối thiệt sự. Thôi giờ để mình đứng đây ôm cột nghỉ tí, rồi lát nữa mình bật cấp sau. Và theo như mình nhớ thì bây giờ Saitaman là có tập bật cấp 100 cái một ngày. Giờ đi mình thử bật cấp thử nè. Này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37. 2000 years later. 9, 7,
98, 99, 100. Bây giờ tập nãy giờ đuối quá các bạn ơi. Ok, vậy là đã 2 năm mình tập luyện rồi đây. Đó, bây giờ 2 năm tập luyện, giờ là sức đề kháng của mình với lại sức khỏe của mình hăng tăng lên đây. Để đóng cửa đây. Đây. Đây, giờ các bạn cảm thấy là bây giờ mình chạy nhanh hơn bình thường nè. Đó là do quá trình chạy của mình nè. Giờ mình bật cốc nhảy cũng cao nè. Giờ cái bật cốc của mình đây, giờ mình sẽ test thử sức mạnh của mình cho các bạn xem nè. Để mình đi ra xa xa làm tí. Đây, đây là cú đấm bình thường của mình đây. Đấy, khi mà đấm bình thường xuống đất. Đây, đây bạn thấy chưa, mình đấm một phát thôi là hắn tỏ ra hết bốn phía rồi. Đấy. Các bạn thấy sức mạnh mình ghê chưa? Giờ nè, mình nhảy nè. Đấy, mình đạp đất mình nhảy lên. Đấy, đó, đạp đất nhảy lên là đất nát luôn. Đây, mà cái này vẫn chưa là gì đâu. Đợi mình kiếm được cái vị trí thích hợp đã, mình sẽ test thử mà. À kia ra mình thấy được ngọn núi bên kia nè. Để mình qua kia mình test thử. Mình test cái skill này là các bạn đảm bảo ngỡ ngàng luôn. Đây. Đấy, các bạn thấy ghê chưa? Cú đấm nghiêm túc mình đó. Đấm ba ngọn núi trong hiện tại đây. Đây, để mình đấm thêm phát nữa nè. Đây, mình đấm phát nữa chân đều. Đó, đấm chập cái là ngọn núi, không còn cái ngọn núi nữa, thành cái hang rồi. Đã thành cái đường hầm rồi. Ủa các bạn ơi, như mình nghe tiếng gì đó ngoài này nè. Để mình đóng cửa ra. Tiếng gì vậy ta? À thì ra là quy thờ. Đây, để mình dùng cái cú đấm của mình. Cú đấm bình thường của mình đây. Đó. Yeah, đấy, con quy thờ này khó đấm vậy ta? Thôi bệnh quá. Không đấm bình thường đấy. Chơi lớn luôn. À, một đấm chết luôn. Ok, một mình cái con quy thờ mà nãy giờ phá nát cái làng mình rồi. Mạnh như là mình phá hơn. Vậy là mình bắt hai chiến bại trong Minecraft rồi, không có ai đánh lận mình đâu. Ngoại trừ mấy đứa dùng lệnh kêu thôi. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Thì có vẻ là video này hơi nhạt xíu. Mọi người thông cảm, tại vì là mình... Tại vì hôm nay mình cũng có một số việc bận nữa, cho nên là mình ghi âm
làm video lẫn hơi nhạt. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt. Từ từ đã, để mình test thử thêm cái nấm đấm vườn ở núi này đã. Đó.